Xin chào các bạn, hiện tại chúng ta đang quay trở lại với những live stream thực tế tại phòng khám chuyên khoa da liễu Việt Đức. Và như chúng ta nhìn thấy là hình ảnh của bạn Mai Anh đến đây để điều trị mụn lưng. Và liệu trình của bạn ấy thì điều trị cả phần mụn thâm ở mặt và mụn lưng nữa nhé. Và buổi đầu tiên khi bạn đến đây thì chúng ta có thể thấy được là cái phần tình trạng mụn này, đầu trắng, mụn sưng rất là nhiều ở phần lưng của bạn Mai Anh đúng không ạ? Sau khi thăm khám kỹ càng thì bác sĩ của chúng tôi đã đưa ra cái phác đồ điều trị đa công nghệ, đặc biệt là tích hợp với các công nghệ cao được chứng nhận bởi FDA Hoa Kỳ. Và hôm nay là buổi thứ 3 bạn đến tiếp tục đến đây để điều trị cái tình trạng mụn và sẹo. Nhưng kết quả đã vượt mong đợi. Đó chính là chỉ sau 2 buổi thôi, cái tình trạng mụn ở phần lưng của bạn Mai Anh đã cải thiện tới 90%. Như chúng ta nhìn thấy thì gần như là không còn một tí mụn nào trên lưng của bạn Mai Anh nữa, mà chỉ còn dấu hiệu của những vết thâm sau khi cái phần mụn đã kết thúc đúng không ạ? Chào Giang nhá. Hôm nay là buổi cuối rồi, buổi thứ 7 lưng rồi. Em thấy thế nào? Đây là hình ảnh lưng buổi 1 của Giang này. Tình trạng mụn viêm trên phần một nửa lưng trên, hai vai rất là nhiều luôn. Và các bạn có thể quan sát được tình trạng lưng của Giang hiện tại. Nhìn cho chị nhờ một chút nhá. Đó. Hôm nay đang áp dụng liệu trình phi kim với tinh chất công nghệ cao. Giang có muốn xem lại hình ảnh của mình buổi đầu không? Đấy nào em. Không nhận ra mình luôn hả? Ok. Về nhà thì dưỡng chăm sóc duy trì là được em gái ạ. Sử dụng tẩy da chết và sữa tắm dành cho da bị mụn là được nhá. Ok em. Còn liệu trình mặt thì nay cũng là liệu trình mặt thứ buổi thứ 9 của Giang rồi. Tình trạng mặt cải thiện rất rõ. Đều ổn định rồi.